bạn. Hôm nay tôi sẽ thực hiện một video ngắn để so sánh hai mẫu đồng hồ cho cùng bộ sưu tập của Rolex. Đó là Explorer. Thì bên tay trái chúng ta có một chiếc Explorer và bên tay phải là Explorer 2. Cùng một dòng Explorer. Nhưng mà hai chiếc đồng hồ này trông chả có gì liên quan cả. Mọi người thấy là bên tay trái chiếc Explorer 1 thì có thiết kế hơi hướng giống Desert nhưng mà không có ngày. Còn chiếc Explorer 2 thì nhìn khá là giống chiếc GMT Master. Và tại sao hai chiếc đồng hồ trong cùng bộ sưu tập lại có thiết kế khác nhau như vậy? Thì trước hết thì chúng ta sẽ nói qua về lịch sử của hai dòng đồng hồ này. Thì từ những năm 1930 thì Rolex đã cung cấp đồng hồ cho những nhà leo núi, giúp họ chinh phục đỉnh Himalaya. Và sau khi người đầu tiên chinh phục đỉnh Himalaya và đeo trên tay chiếc Rolex thì sau đó một thời gian dòng Explorer ra đời. Vâng, thì có nghĩa là chiếc Explorer 1 là để chinh phục những đỉnh núi cao. Còn ngược lại thì chiếc Explorer 2 là để chinh phục những vực sâu nhất. Và những năm 70 thì các nhà khoa học đã tập trung hơn vào việc thám hiểm những hang động. Và trong đó thì chúng ta sẽ không biết được thời gian là sáng hay tối và cần một chiếc đồng hồ có thêm cây kim 24 giờ này để biết là lúc nào là buổi sáng, lúc nào là buổi tối, vì trong hang lúc nào cũng tối cả. Và một số điều khác biệt giữa mẫu Explorer 2 ngoài kim GMT đó chính là kim giờ, kim phút thì thiết kế to hơn để quét được nhiều lum hơn và trong hang động sẽ nhìn rõ hơn. Tương tự với đó là cọc số cũng lớn hơn rất là nhiều và có thêm lịch ngày. Nói chung về thiết kế thì chiếc Explorer 2 trông khá giống một chiếc GMT Master, ngoại trừ khác biệt duy nhất đó chính là cái vòng bezel 24 giờ này thì không quay được. Còn chiếc GMT thì có thể quay được, còn chiếc này thì không thể quay được. Đó là về ngoại hình của chiếc Explorer 1 và Explorer 2. Ở bên trong như thế nào? Bên trong thì hai chiếc đồng hồ này cũng sử dụng bộ máy khác nhau. Bởi vì tính năng nó khác nhau, bạn có thể thấy rõ ở đây. Bên này thì không có lịch ngày. Bên này có lịch ngày này, có cây kim 24 giờ này. Máy có chiếc Rolex Explorer 1 thì là máy 3132. Trong khi đó thì Explorer 2 là 3187. Về tính năng khác nhau như tôi vừa nói rồi. Thời lượng cót thì giống nhau thôi, khoảng 48 giờ. Hai mẫu đồng hồ này chưa lên dòng máy đầu 32, vẫn là 31 nên thời lượng cót vẫn là 48 giờ. Còn dây thì giống hệt nhau. Bạn thấy đấy, dây đều là dây Oyster. Và khóa thì cũng đều khóa Oyster 2 lớp. Khóa Oyster 2 lớp thì như thế nào? Thì đây chúng ta có thêm một lẫy ở đây. Thì chúng ta sẽ mở được 2 lần. Thì thiết kế này sẽ giúp làm cho chiếc đồng hồ chắc chắn hơn và khó bung khỏi tay hơn. Và ở đây chúng ta có cơ chế EasyLink, có thể thay đổi đi chiều dài bộ dây thêm một chút, có thể gập lại như này và có thể kéo ra như này. Đó, với thiết kế này thì sẽ thay đổi được một chút thì chiều dài của dây khoảng 5mm. À vâng, tóm lại thì hai chiếc Explorer này giống kiểu hai anh em trong một nhà cùng tập thể thao vậy. Một ông thì tập điền kinh và một ông tập thể hình, vì thế hình dáng hai ông khác nhau khá là nhiều. Nhưng mà cùng để phục vụ việc khám phá thì cả hai chiếc đồng hồ đều được thiết kế rất là nổi đồng cuội đá và cùng chất liệu thép. Dòng Explorer thì chỉ được làm từ chất liệu thép mà không có vàng, không có những chất liệu hiếm, bởi vì đây là những chiếc đồng hồ rất là bền bỉ. Và tất nhiên là cả hai chiếc đồng hồ này đều có tại gia bảo luxury và các bạn đến trực tiếp giữa 5905 đế để có thể quan sát hai mẫu đồng hồ này. Và xin chào và hẹn gặp lại.